Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, thời gian qua cộng đồng doanh nghiệp đã rất nỗ lực vượt qua khó khăn và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá toàn diện tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đã qua, tác động của kinh tế thế giới tới hoạt động trong nước, nhận định cơ hội, khó khăn, rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ và những đề xuất cụ thể một số giải pháp của cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong một số ngành, du lịch, hàng không, xây dựng, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics, chế biến và xuất khẩu thủy sản, lúa gạo, rau quả. Bám sát các nghị quyết chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lào Cai cũng đã chủ động xây dựng, triển khai nhanh chóng các chính sách cùng đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Đóng góp của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 28-30% GDP toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 7,14%, xếp thứ 8 trong vùng, đứng thứ 29 trong cả nước. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vì một cộng đồng doanh nghiệp chủ động thích ứng, phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, sát cánh, chia sẻ, tiếp nối, tiếp thu tối đa các ý kiến của tổ chức hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường vượt qua khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế để phát triển bền vững.